Em lại chào cả nhà nha. Xin chào anh em đi xem cổ vật nha. Đồ cổ Việt Nam nha, tiếp tục gặp quả bát rồi. Quả bát này em nghĩ là rất đẹp cả nhà. Quả bát này em thấy rất đẹp. Em thấy khác hơn những quả bát ngày trước em làm nha. Đấy, thấy chưa? Nhà thấy sáng chưa? Đấy. Quá tuyệt vời. Quả bát này quá tuyệt vời. Em hy vọng là nó không bị vỡ. Quả bát này em thấy xuất sắc đấy cả nhà. Em thấy quả bát này xuất sắc rồi. Chỉ mong là nó không vỡ được. Quá tuyệt vời nha cả nhà nha. Ui, quả bát này nhìn màu men của nó tuyệt vời luôn. Cầu mong là nó không vỡ. Em nhìn thấy màu men là ok. Tuyệt vời. Ui giời. Chưa? Này mà. Hy vọng là nó không vỡ nha cả nhà nha. Làm cả ngày rời rồi. Giờ gặp quả bán đẹp. Gọi là mệt mỏi xua tan nha cả nhà nha. Làm ngày rời rồi. Đấy. Ok chưa? Cầu mong là nó không nứt tóc. Không nứt tóc tí nào. Đấy. Các bác nhìn quả bát này khác không? Màu rất chi là khác luôn nhá cả nhà nhá. Nhìn bộ màu rất là khác luôn nhá. Đấy. Mấy hôm nay mưa mềm đi làm. Nó đỡ đau tay hơn. Em sẽ lấy cây em khều cái chốn đế cho cả nhà xem nhá. Xem là bát có ký hiệu không? Có ký hiệu ở đít không? Đít bát không? Cầu mong là có nhá. Bát đẹp này nó phải có. Có rồi cả nhà. Đấy. Thấy chưa? Ui, tuyệt vời. Đấy. Những cái bát đẹp nhìn nước men của nó nhìn tuyệt vời không cả nhà? Đấy. Đấy, dấu này gọi là dấu triện đấy. Đấy chưa? Ui giời, quá tuyệt vời luôn nha cả nhà nha. Hoa cúc dây cũng như những bát mọi khi, nhưng mà cái này nó nước men của nó đẹp hơn rất nhiều. Đấy, nước men đẹp hơn rất nhiều nha cả nhà nha. Nước men của bát này đẹp hơn. Úi giời. Ở bên trên không biết cái gì đây. Tiếp tục một cái nữa ở bên trên nha cả nhà nha. Ok rồi, hai cái liền. Ok cả nhà. Tuyệt vời. Một phát sắp đôi luôn cả nhà. Lâu lắm không gặp sắp đôi, hôm nay lại gặp sắp đôi nhá cả nhà nhá. Đấy, lại gặp sắp đôi nhá. Này lại gặp sắp đôi nhá. Nhưng mà có bát này tuyệt vời. Đấy. Hy vọng quả bát này không nứt tóc thôi là ok rồi. Hy vọng nó không nứt tóc. Ôi quả bát bên trên à, cái đĩa này bình thường cả nhà. Đĩa này chắc bình thường thôi. Rồi nó hơi trồng lên, để em lấy cái đĩa ở bên trên trước. Em sẽ lấy cái đĩa bên trên trước nha cả nhà nha. Gọi là không mất công rồi nhỉ. Cứ làm một hai hôm nó lại gặp đơn hẳn. Đấy, cứ hai ngày gặp một quyệt này là ok rồi.
cái đĩa ở bên trên này không đẹp mấy. Em nhìn thấy cái đĩa, phải lấy cái đĩa trước, cái đĩa nó chèn lên trên cái bát, mình không lấy cái bát trước được. Ôi cái đĩa vỡ nha nhà nha, đĩa vỡ rồi, vỡ, cái đĩa này vỡ. Cầu mong là cái bát không sao, em móc hết gần hết rồi, bát không sao, như cái bát không sao, nhưng cái đĩa này vỡ nhá. Đây cái vết nứt này, đĩa này đĩa bình thường, chỉ được quả bát là ngon lành, cái nào nha nha, mong là cả bát không việc gì là ok ngay. Ôi dồi, còn vỡ thêm mảnh con ra đây nữa. Đĩa bình thường, không có chữ. Ôi vỡ. Quả đĩa này vỡ khá nhiều mảnh nha cả nhà nha. Vỡ khá nhiều mảnh. Được cái đĩa hoa văn này. Đẹp, ok, được quả bát rồi. Được quả bát thì cũng ăn uống rồi cả nhà. Được quả bát rồi, được rồi, ok à. Đấy. Đấy, thấy chưa? Ấy da, ok rồi nha cả nhà nha. Ok rồi. Đấy. Rồi em xin được dừng video ở đây nha.